Rồi chào mọi người đến với channel của Mộc nha. Thì hôm nay Mộc xin quay cho mọi người coi cái tủ thờ mà Mộc đang nhận thi công cho khách cho mọi người. Bởi vì cái tủ thờ này là tủ thờ lắp ráp. Nghĩa là tủ thờ này nó sẽ chia thành 4 bộ phận. Cái chân nhớ là dây 5 bộ phận chính nha mọi người. Đó. Nghĩa là tất cả các tủ thờ này là đều thiết kế tháo lắp. Nghĩa là cái tủ thờ này là một thiết kế riêng cho khách để tháo lắp để khách có thể đưa lên trên lầu nha mọi người. Còn nếu mà cái tủ thờ này bình thường là Mộc không có làm tháo lắp nhưng mà khách đặt theo yêu cầu thì Mộc vẫn có thể làm cho khách tháo lắp được. Bởi vì mình muốn làm tháo lắp ấy, thì các bộ phận mình đều phải lắp ráp, là mình làm thiết kế mộng và mình tháo rời ra hết. Khi mà mình sơn xịt một cái hoàn thiện xong mình mang lên trên nhà khách, mình sẽ lắp lại thành một cái hoàn thiện. Thì đây là các bộ phận rời của nó nha, đây cho mọi người coi này. Đấy, cái này là một phần một bên, cái này là phần hai bên, là cái ô chính giữa này. Đó, mình muốn làm tháo lắp thì mình phải làm thêm một cái bộ khung nữa về làm các mộng, là mình căn nó rất là cực đó, chứ không phải là làm tháo lắp là mình làm dễ nhé. Bởi vì mình làm các mộng khớp khép mà không chuẩn ấy, là mình lên là mình ráp là sẽ không được đẹp cái tủ đó. Và một cái phần đình, có phần đình riêng à, hai cái học tủ cái này thì luôn luôn là rời rồi đó, và một phần chân bên phía dưới là rời nữa. Và cái tủ thờ tháo lắp như thế này thì Mộc làm ấy, thì Mộc chỉ nhận công thêm tháo lắp cho khách thôi. Nghĩa là một cây tủ 1m6 như thế này đó, Mộc đang nhận làm cho anh này là giá 24 triệu một cây. Tủ thờ này là 9 ô chém là gỗ đỏ lèo nhé mọi người. Nếu mà cái tủ thờ này mà thiết kế không tháo lắp thì bên Mộc chỉ bán với giá là 20 triệu 500. Nghĩa là làm tháo lắp như thế này là nó sẽ mắc hơn là 3 triệu 500 nghìn nha. Đó, là công thợ làm mà, xong rồi công sơn này, xong rồi công lắp ráp, công vận chuyển lên trên nữa. Đó. Và làm cái này thì vừa vận chuyển của nó khá là cực công á. Rồi, thì xíu Mộc sẽ quay cho mọi người coi cái quá trình tháo lắp của một cái tủ này nha. Đó, nếu mọi người có nhu cầu đặt hàng thì có thể đặt tủ 1m6, 1m8, 2m. Mộc đều làm được nha. Ở đây Mộc sẽ cho mọi người coi cái phần vân nha. Mấy cái tủ này như Mộc luôn luôn nói là cái vân của nó, là tấm của nó là nguyên tấm. Đây mọi người nhìn nè, nhìn cái sớ vân trên nè, đó, nó cong cong à. Sớ vân dưới nó cong 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 lên. Mọi người nhìn dưới đằng sau đó, nó cong lên luôn nha. Đó. Thì cái tấm này là tấm nguyên tấm dày 1 phân 1 nhá. Nó mắc tiền là bởi vì cái chém này chém một chém bỏ lèo à. Đó. Và các phần bên xương đỡ bên trong là Mộc sẽ làm bằng gỗ thao lao hay gỗ bằng lăng nha. Cái gỗ này chống mối mọt thì mọi người xài cực kỳ tốt nhé. Đó, nó chống mối mọt rất là tốt. Mọi người xài tủ này 40-50 năm là thoải mái. Đó. Và cái hệ xương bên đỡ bên dưới này, nghĩa là nó phải đi theo cái hệ xương bên đỡ. Nghĩa làm tủ này là 3 triệu rưỡi, thực ra chỉ tính tiền công thợ lắp ráp, vận chuyển lên lầu với cả tiền sơn thôi, chứ tính lời thì cũng không tính lời hơn đâu. Đó. Thì nếu mà mọi người đặt lắp ráp thì thực sự là mấy tủ ấy thì chỉ ở tận khu làng nghề Mộc và sản xuất ấy, thì mới có những cái loại mà lắp ráp như thế này thôi. Chứ nếu mà mọi người đi ra ngoài mọi người tìm những cái loại như thế này ấy, thì cực kỳ hiếm và rất là khó tìm luôn đó. Vậy nha mọi người nha, coi quá trình lắp ráp nha mọi người. Thank you.
Giờ ăn lưng lắm đâu. Chân này là Mộc lấy chân của cái tủ sơn Mộc ráp vô cho mọi người coi nha. Tại vì cái tủ này thì Mộc chợ kho Mộc quay thì quên mang cái chân đây cho mọi người coi. Các khớp ghép sau khi Mộc ghép vô nha, nghĩa là khi mà mình lắp ráp vô là cái tủ của nó sẽ các mộng ráp vô này nó rất là khít. Đó, như một cái tủ không tháo lắp luôn. Và tháo lắp như thế này nó đi theo cái hệ xương của nó thì nó sẽ rất là cứng nha mọi người. Đó. Và một cái tủ thờ ngang 1m6 như thế này giá là 24 triệu một cái thiết kế tháo lắp. Còn nếu mà không thiết kế tháo lắp thì chỉ có 20 triệu 500 thôi nhá.
Đó, còn mọi người đặt xa 1m8, 2m. Mộc đều thiết kế tháo lắp được, cứ cộng thêm công là 3 triệu rưỡi. Tiền mộc với cả công thợ làm thêm. Vậy nha mọi người nha. Chào mọi người.